Phượng kính chào quý vị đến với chương trình hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2019. Bản tin Hoa thành Đốn xin được gửi đến quý vị một số tin tức quan trọng thế giới. Tin địa phương lễ tiễn biệt ký giả truyền hình CBS Phạm Bội Hoàng, lễ tưởng niệm ngày tang yên bái tại Virginia. Đặc biệt trong phần 2 là bài ghi nhớ liệt nữ cô Giang, nhân ngày kỷ dỗ thứ 89, 18 tháng 6. Ngày bà đã tuẩn tiết hy sinh theo anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của Việt Nam Quốc dân đảng do Minh Thúy thực hiện. Để mở đầu, với Phương mời quý vị theo dõi phần tin tức. Tin mới nhất, Tổng thống Trump đã quyết định đưa thêm 1.000 binh lính Hoa Kỳ đến vùng Trung Đông để phòng ngừa mọi bất trắc về quân sự có thể xảy ra. Trong lúc băng giao giữa Hoa Kỳ và Iran mỗi ngày một căng thẳng, được biết vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, chiếc thương thuyền Kokuka chorus của Nhật Bản vừa bị tấn công trên Vịnh Oman. Khi hải hành với 25.000 tấn methanol đến cảng Khor Fakhan, chuyến tàu chở dầu thứ nhì là Front Outer của Naui cũng đã bị tấn công cùng ngày. Hoa Kỳ và các đồng minh đổ lỗi cho Iran đã thực hiện các vụ tấn công nói trên, và chính phủ Hoa Kỳ đã ngay lập tức đưa chiến hạm USS Mason đến vùng Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ các cáo buộc này. Nhưng Hoa Kỳ đã có trong tay đoạn video clip ghi nhận hình ảnh. Trong bóng đêm, lực lượng vệ binh cách mạng Iran lén lút tháo gỡ một số tăng vật, có thể là khối thuốc nổ còn sót lại. Mà trước đó, Iran đã bí mật gắn bên hông chiếc tàu Kokuka Chorus. Quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ để ngỏ khả năng cắt giảm phân lợi trong cuộc họp sắp tới. Trong lúc các cuộc chiến về thương mại còn kéo dài và kinh tế toàn cầu vẫn còn suy yếu, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED đang tiến gần hơn với khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua. Sau khi Fed giữ nguyên lãi suất kể từ tháng 12 năm 2018, các thị trường tài chính vẫn theo dõi sát sao và chờ đợi một sự thay đổi từ Fed. Và Chủ tịch cơ quan này Jerome Powell cũng như dấu hiệu thể hiện là Fed sẵn sàng tham gia thúc đẩy nền kinh tế